Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Mạnh Cường Audio còn chuyên thi công, lắp đặt phòng karaoke, hội trường, bar, cung ứng thiết bị tổ chức sự kiện quy mô lớn, vừa và nhỏ. Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ khui một chiếc mixer tiếp theo. Và đây là, trước mắt anh em đây là một chiếc mixer analog của hãng Behringer, model là QX1222 USB. Đây, mixer analog. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp cho anh em xem, review cho anh em xem ha. Thì cái mixer này mình chuẩn bị giao cho một cái trường học, cái trường trung học cơ sở người ta sử dụng để lâu lâu học hành này nọ các thứ với học sinh rồi đó anh em. Ngay sẵn mình sẽ review cho anh em xem ha. Đây, trước tiên nó sẽ có một cái dây nguồn. Cái dây nguồn nó đây. Đây, mình tiến hành lấy cái mixer ra nha ha. Trời buổi trưa đang nóng nên là mình phải bật cái quạt, nó hơi ồn chút xíu. Đây, nó có các cái đế cao su để lót. Khi mình đóng gói mixer nó đã bị ấy ha. Thì đây là cái cuốn sách của nó, cuốn manual của nó anh em. Đó. Cuốn manual thì mình tạm thời bỏ qua đi. Đây. Là mixer ở dưới này nó có một cái đế cao su cho nên là anh em chúng ta cứ lột ra thoải mái nha, không có sợ bị tay xước gì đâu, nhưng mà cẩn thận nó. Cái bao ni lông nó trơn trượt ha, mình làm kỹ thì mình đặt lên chân như vậy, nhưng mà anh em mà đặt lên như vậy nó trượt phát rất móc mixer. Rất là đẹp ha. Review cho anh em xem. Cái fader của nó thì y như fader của mấy cái mixer X32 luôn á. Fader nó làm mới rất là đẹp anh em ạ. Thì phía sau này nó sẽ có một cái cổng USB để chúng ta sử dụng cái mixer này làm cái sau cạc luôn. Ví dụ như một số anh em chúng ta ở nhà chúng ta hay livestream á, chúng ta kết nối với phần mềm ha, trên máy tính anh em ha. Hay phần mềm thu âm rồi á, chúng ta làm thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành setup thử xem cái chất âm của nó như thế nào nha. Đấy, và bây giờ thì mình đã khởi động cái mixer lên rồi ha. Anh em thấy hình thức rất là đẹp. Thì bốn cái line đầu tiên nó sẽ tích hợp cái compressor luôn. Đây. Tích hợp compressor luôn. Và đây là để chúng ta cắm cái USB để kết nối không dây đó nha. Chúng ta cắm vào đây luôn á, rất là tiện. Và phía sau nó có cái đường USB nữa. Đây thì cái này nó chạy cái bộ effect của Kallax Technic rất tuyệt vời ha. Đây, quá đẹp luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thử nha. Mình đã cắm cái micro vào rồi và mình đang cắm trực tiếp ra một cái loa nha anh em nha. Mình lấy một đường main outlet out ra cái cục main Cora của Việt Nam thôi. Mình out thẳng ra một cái loa. À, không có can thiệp gì hết, equalizer gì hết à. Đây có main left right này. Đấy, main left right đây. Đó, ok ạ. À. Thì đây đầu tiên là cái gain này, compressor này anh em này. Đấy, compressor này. Jet bass, AUX, 35, mood. Rồi cái này low cut, mình sẽ nhấn low cut vào ha. Đấy, còn đây là compressor, bây giờ mình sẽ thử tiến hành. Thử cái gain nó trước đi ha. Kéo cái master xuống trước này. Bật cái micro lên. Mình đang sử dụng cây Shure ULX B4 SM58. Hey, check 1 2. Check 1 2. Hey, check. 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 Hey. Lê. Rồi ok nè. Đẩy fader lên nha. Hey. Đấy, chưa cắt equalizer này anh em ha. Chúng ta muốn cắt thì cắt trên này nó tiện lắm. Check one two. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Đây là đường effect của mình.
xem nào. Đấy, fader đẹp không? Rất đẹp. Hey hey, hey hey, check check check, one two, check check, one two, check check, one two, check one two. Hey hey, hey hey, check check check, one two, hey hey, check one two, check check, one two. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về lê sầu bể. Hey hey, check. Lê đọc sáu bảy bảy. Em ở nơi nào? Còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Giang nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhau hoài. Rồi bây giờ mình chọn cái chế độ effect khác. Cái này chúng ta có thể chọn reverb không thôi cũng được, delay và chua. Nó có nhiều chế độ lắm anh em cứ bật cái nút này thôi. Xem gì nữa. Hey, check check, one two. Đây có một delay không nữa, nhiều cái lắm. Balance. Hey, check one two, check one two. Đây. Balance. Reverb. Hey. Hey, rừng ngàn lá gió. Xin miễn sao đời em
với duyên tình này. Anh không trách gì đâu, có chẳng anh trách đời riêng anh. Không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đầu. Đó. Tiếng ok lắm anh em ha. Cái này dùng chúng ta chơi gia đình tuyệt lắm, nó rất là tuyệt ha. Thì cái này là cái bộ effect digital ha, nó chạy cái bộ effect của Kallax Technic anh em nhé. Đây, anh em nhìn thấy trên cái mixer. Mình cảm nhận thì nó rất là ok. Trong tầm giá nó chỉ 6.040.000 thôi. Đấy, thì mình đang bán với giá 6 triệu đồng chặn nha. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha. Thêm một cái này nữa anh em nhé. Thì đây trên mixer này có nhiều chức năng. Anh em mà muốn nghiên cứu chúng ta về tải các cái driver của Behringer. Đây anh em thấy driver của nó rất là nhiều. Hiện tại mình đã cài cái driver để phát nhạc. Phát nhạc thẳng từ laptop ra, anh em nhìn thấy. Đây spec USB audio codec. Đây. Phát từ cái máy tính thẳng vào cái mixer nhé. Đây. Không cần cắm dây tín hiệu nữa. Đây, phát bằng cái đường này ha. Đường này EQ của nó. Dùng cái mixer làm cái sao cạc luôn nhé. Đây. Được phát từ laptop chạy qua dây USB ha. Ok. Nói chung còn nhiều phần mềm lắm, tuy nhiên nó vừa mới về mình chưa có nghiên cứu được hết ha. Thì hôm nào đó rảnh rỗi mình sẽ nghiên cứu hết đây. USB ASIO USB audio driver này. Rồi cũng như là đây, effect này. Chúng ta có thể dùng effect như một cái plugin. Thì đây mình đã tại mà mình dạy nén rồi ha. Rồi thì trước mắt mình sẽ giới thiệu sơ sơ như vậy thôi ha, các chức năng sơ sơ như vậy thôi để tránh mất thời gian của anh em. Đây, cái mixer này chỉ có 6 triệu đồng thôi anh em nhé.